Kính thưa quý đồng nghiệp, quý khán giả, thì tiếp theo chương trình tâm điểm sáng ngày hôm nay thì tôi xin phép được trích dẫn các cập nhật hướng dẫn xạ trị trong ung thư đại trực tràng mới nhất. Thì nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai nội dung chính: tổng quan về xạ trị ung thư trực tràng, nội dung thứ hai là cập nhật hướng dẫn xạ trị ung thư đại trực tràng. Thế thì theo những phân tích gần nhất trong những năm gần đây thì cho ta thấy được tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ tử vong của ung thư đại trực tràng tăng cao. Tỷ lệ mới mắc đối với trên thế giới đối với ung thư đại trực tràng chiếm gần 2 triệu người bệnh và đứng thứ 3 trong tổng số những bệnh nhân trong những bệnh nhân bị ung thư, và trong đó có 30% là ung thư trực tràng. Đối với tử vong thì chiếm đến đứng thứ 2 trong tổng số bệnh nhân bị tử vong do nguyên nhân vì ung thư. Thế tại Việt Nam thì sao? Tại Việt Nam chúng ta thì những ca mới mắc và những ca tử vong đứng thứ 5 trong tổng số những bệnh nhân ung thư. Thế thì một cái nghiên cứu CIGEN năm 2016 người ta cũng cho thấy được cái ước lượng thời gian 5 năm sống thêm theo chủng tộc cũng như giai đoạn, thì cho ta thấy được là nếu trong giai đoạn mà tại chỗ, tại vùng, tỷ lệ sống thêm 5 năm của những bệnh nhân ung thư đại trực tràng chiếm đến từ 70-90%. Đây cũng là con số rất là đáng khích lệ và đáng động viên để cho bệnh nhân đang điều trị ung thư đại trực tràng. Theo thống kê hai thập niên gần nhất của Hoa Kỳ cho thấy tỷ lệ phát hiện sớm ung thư đại trực tràng ngày càng tăng cao với hai lý do chính. Thứ nhất, đó là do hệ thống máy móc trang thiết bị y tế ngày càng phát triển. Và cái thứ hai, đó là ý thức chăm sóc sức khỏe người dân tốt lên, thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi. Như trên bảng các bạn cũng thấy được cái tỷ lệ mắc và tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ khám sàng lọc bệnh nhân ung thư ở Hoa Kỳ rất là cao. Theo Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ ASCO năm 2021 diễn ra thường niên vào những tháng 5, tháng 6 hàng năm thì cũng đưa ra cái khuyến cáo, đó là sàng lọc những bệnh nhân, sàng lọc những người khỏe thì độ tuổi từ 45 tuổi trở lên thay vì 50 tuổi như trước, với hai lý do chính. Lý do thứ nhất, đó là tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong đối với những bệnh nhân ung thư đại trực tràng thì dưới 50 tuổi là càng ngày càng tăng. Và lý do thứ hai, đó là với ung thư đại trực tràng mà dưới 50 tuổi thì tỷ lệ ung thư đại trực tràng và ung thư trực tràng trong năm 2020 chiếm đến 11-15%. Điều trị ung thư đại trực tràng thì cũng giống như điều trị các ung thư khác, đó là điều trị đa mô thức. Có nghĩa là gì? Nghĩa là kết hợp giữa phẫu thuật, hóa chất, đích miễn dịch và xạ trị. Trong đó xạ trị của chúng tôi thì chủ yếu có hiệu quả trong điều trị ung thư trực tràng, còn đại tràng chủ yếu phẫu thuật và hóa chất miễn dịch và đích. Thế thì xạ trị sẽ có rất nhiều kỹ thuật xạ trị cơ bản cũng như xạ trị hiện đại, chúng tôi sẽ giới thiệu slide tiếp theo. Về vai trò của xạ trị trong hướng dẫn điều trị các bệnh ung thư trực tràng, thì theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì vai trò của xạ trị đối với các bệnh ung thư trực tràng giai đoạn 3, giai đoạn 4, tức là có nghĩa u đã xâm lấn ra lớp cơ hoặc u xâm lấn các tổ chức xung quanh như bằng quang, tuyến tiền liệt hoặc di căn hạch, thì đều có chỉ định của xạ trị. Theo Hiệp hội Ung thư Y tế châu Âu ESMO thì người ta cũng phân ra nhiều nhóm giai đoạn bệnh, có giai đoạn sớm, giai đoạn trung bình. Thì trong giai đoạn sớm, giai đoạn trung bình cũng thấy được cái vai trò của xạ trị, tuy nhiên trong giai đoạn này thì vai trò của phẫu thuật vẫn là tiên phong. Khi sang giai đoạn tiến triển tại chỗ, tại vùng thì cho thấy được cái vai trò của xạ trị kết hợp hóa chất là đóng vai trò quan trọng, làm sao cho điều trị cho người bệnh giảm tỷ lệ tái phát và tăng tỷ lệ sống cho người bệnh. Đây là một trong những phác đồ mà các bác sĩ viện ca nói riêng cũng như các bác sĩ trên thế giới nói chung đã áp dụng trong 3 năm nay, đó là khi dịch Covid bùng phát trong 3 năm vừa qua, thì mục đích của guideline này là hướng đến điều trị hiệu quả cho người bệnh, đồng thời giãn cách không làm lây lan và bùng dịch. Thì cái guideline này rất là ngắn gọn, người ta sẽ chia làm 4 giai đoạn cho bệnh nhân ung thư trực tràng, trong đó những giai đoạn sớm, giai đoạn trung bình sẽ tiến hành phẫu thuật trực căn, còn giai đoạn tiến triển tại chỗ, tại vùng thì chúng ta có thể tiến hành xạ trị, có thể xạ trị trải liều hoặc là xạ trị ngắn liều trong thời gian ngắn với mục đích hiệu quả đạt được cho người bệnh, và kể cả trong giai đoạn COVID bệnh nhân có thể dừng xạ trị, sau xạ trị 4 đến 8 tuần bệnh nhân vẫn có thể điều trị hiệu quả. Đây là một trong những phác đồ mà các bác sĩ ung thư đều tham khảo, đó là mạng lưới ung thư quốc gia của Mỹ. Thì chúng ta cũng thấy được là cái vai trò của xạ trị đối với các cái bệnh ung thư đại trực tràng T3, tức là u đã xâm lấn lớp cơ, hoặc T4 đối với u xâm lấn cho các cơ quan lân cận cũng đều có vai trò quan trọng trong hóa xạ trị tiền phẫu.
Và đây là một hệ thống mạng lưới các tổ chức, hiệp hội ung thư trên thế giới có vai trò quan trọng phát triển trong lĩnh vực xạ trị ung thư. Thì các tổ chức, các hiệp hội xạ trị ung thư này dựa trên các nghiên cứu đa trung tâm, đa quốc gia để đưa ra tài liệu hướng dẫn sửa đổi các phác đồ điều trị ung thư xạ trị nói chung. Trong đó có những trung tâm lớn như ASTRO, tức là Hiệp hội xạ trị ung thư Mỹ, người ta chuyên giáo dục và đào tạo bác sĩ xạ trị. ASTRO, tức là Hiệp hội ung thư châu Âu. ATOG, tức là cái nhóm chuyên nghiên cứu về xạ trị ung thư. ACIU và IAEA là những cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Tại hội nghị ASTRO năm 2021, thì Hiệp hội xạ trị ung thư Mỹ chuyên sâu về giáo dục và đào tạo đã đưa ra được các bảng tóm tắt kết quả hướng dẫn và điều trị thực hành xạ trị trong ung thư trực tràng. Thì hội nghị này đã dựa trên hơn 100 nghiên cứu pha 3 đa trung tâm giúp trả lời cho 4 câu hỏi của các nhà xạ trị ung thư trực tràng đang quan tâm, và hướng dẫn này nhằm xem xét các cái bằng chứng và đưa ra các khuyến nghị về chỉ định kỹ thuật thích hợp để và liều lượng xạ trị trong điều trị ung thư trực tràng. Thế thì cái vấn đề quan tâm đầu tiên đó là đưa ra được cái những câu hỏi về cái ung thư trực tràng, đó là chỉ định xạ trị tân bổ trợ, tức là xạ trị tiền phẫu. Thì tiền đề cho cái vấn đề này đó là nghiên cứu đa trung tâm giữa một trung nhóm nghiên cứu của ung thư trực tràng Đức, nghiên cứu hai trung tâm ở Mỹ, đó là ATOG và NSABP của Mỹ. Tuy nhiên trong một khoảng thời gian theo dõi bệnh nhân 10 năm thì hai nhóm trung tâm của Mỹ không đủ lượng bệnh nhân và cũng không đủ thời gian theo dõi. Do vậy khi báo cáo kết quả năm 2012 chỉ có một nghiên cứu của trung tâm ung thư trực tràng của Đức được báo cáo ra. Đây là cái thiết kế nghiên cứu của trung tâm đó, có khoảng hơn 800 bệnh nhân và random lựa chọn những bệnh nhân cho vào hóa xạ trị tiền phẫu và hóa xạ trị bổ trợ theo những tiêu chuẩn lựa chọn, tiêu chuẩn loại trừ. Và điều trị ở đây là xạ trị kỹ thuật 3D với liều 50,4 gray với FU truyền tĩnh mạch ngày 1, ngày 5 và ngày 9, ngày 33. Và thời gian theo dõi của bệnh nhân là 10 năm, trong đó theo dõi thời gian sống thêm không bệnh, theo dõi thời gian sống thêm toàn bộ. Thì đây là kết quả của nghiên cứu đó, thì cho thấy được theo dõi thời gian sống thêm toàn bộ và thời gian sống thêm không bệnh giữa hóa xạ trị tiền phẫu và hóa xạ trị bổ trợ thì tương đồng nhau. Ví dụ theo dõi thời gian sống thêm không bệnh 10 năm của nhóm hóa xạ trị tiền phẫu là 68,1%, cũng tương tự hóa xạ trị bổ trợ là 67,8%, và sống thêm toàn bộ 10 năm đối với hóa xạ trị tiền phẫu là 59,9, tương tự 59,6 so với hóa xạ trị bổ trợ. Tuy nhiên sự khác biệt có nghĩa thống kê trong trường hợp đó là theo dõi sau 5 năm thì tỷ lệ tái phát tại chỗ đối với ung thư trực tràng nhóm bệnh nhân mà có điều trị được điều trị xạ trị bổ trợ vẫn là tốt hơn so với nhóm bệnh nhân được xạ trị tiền phẫu sẽ tốt hơn nhóm bệnh nhân điều trị bổ trợ 7,1% và 10,1% với p nhỏ hơn 0,05, p 0,08. tuy nhiên khi theo dõi tiếp 10 năm sau thì hai cái nhóm bệnh nhân này do thời gian sống thêm tương đồng nhau, do vậy cái việc khác biệt giữa tái phát tại chỗ cũng không ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên dưới nhóm người ta phân tích ra được một nhóm bệnh nhân sau khi đã có chỉ định phẫu thuật và xạ trị bổ trợ, hóa xạ trị bổ trợ thì bệnh nhân bỏ hóa xạ trị bổ trợ, người ta chỉ phẫu thuật, thì cái thời gian tỷ lệ tái phát tại chỗ tại vùng của những bệnh nhân này cao hơn rất nhiều so với những nhóm bệnh nhân mà đã được điều trị hóa xạ trị tiền phẫu hoặc là bổ trợ. Như vậy thì chỉ định xạ trị tiền phẫu đối với ung thư trực tràng thì có những ý sau. Một đó là giai đoạn 2, giai đoạn 3, tức là T3 hoặc N dương tính. Cái hai là ung thư đại trực tràng giai đoạn 2 mà có nguy cơ thấp thì xạ trị bổ trợ được cân nhắc. Đây là tùy từng cá thể. Cái thứ ba đó là ung thư trực tràng giai đoạn sớm thấp mà nguy cơ phải cắt, bắt buộc phải phẫu thuật bằng đường bụng và đường tầng sinh môn, tức là bệnh nhân phải làm u nhân tạo, thì chúng ta có thể cân nhắc điều trị hóa chất tân bổ trợ nhằm bảo vệ cơ thắt động môn. Cái này cũng tùy từng cá thể. Và cái tư đó là bệnh nhân ung thư trực tràng có chỉ định xạ trị thì xạ trị tiền phẫu hạn chế tối đa so với xạ trị và tiền bộ hậu phẫu. Một lựa chọn phác đồ thích hợp cho những bệnh nhân xạ trị trực tràng đó là xạ trị tiền phẫu trải liều với 50,4 gray kết hợp với hóa chất 5-MU hoặc capecitabine. Thứ hai là xạ trị shock cut, tức là 5 gray trên 5 fraction trong vòng 1 tuần, sau đó trong vòng 3 đến 7 ngày được phẫu thuật hoặc 4 đến 8 tuần. Cái thứ ba đó là u không nguy cơ hoặc có nguy cơ tái phát cao thì có chỉ định điều trị tân bổ trợ đối với hóa xạ trị tiền phẫu thì kết hợp phun phốc hoặc capoc trước hoặc sau. Đối với shock cut, tức là xạ trị ngắn ngày liều cao thì là phun phốc hoặc capoc sau khi mà đã được xạ trị rồi. Với ý cuối cùng đó là thời gian phẫu thuật cho bệnh nhân sau xạ trị shock cut, tức là không có hóa chất, thì thời gian phẫu thuật thường là sau 3-7 tuần hoặc sau 4-8 tuần đều có ý nghĩa. Thì hiện nay có hai quan điểm về xạ trị đối với ung thư trực tràng, đó là long cost, tức là xạ trị
thường quy trải liều và xạ trị Shortcut, tức là xạ trị liều ngắn ngày. Thì những nghiên cứu Shortcut này cũng đã diễn ra từ năm 1997 tại Thụy Điển, thì cũng cho ra những hiệu quả rất là cao. Đây là một trong những tập san y học ở Bắc Âu rất là có vai trò trong xạ trị của thế giới, thì đánh giá được cái hệ thống phân tích tổng hợp các nghiên cứu pha 3 trong xạ trị tiền phẫu ung thư trực tràng tiến triển tại chỗ bằng xạ trị Shortcut kết hợp với cả hóa chất sau đó trong vòng 10 năm trở lại. Thế thì trong những cái nghiên cứu này chúng ta có thể thấy được là có những chủ yếu là nghiên cứu thuần tập tiến cứu, và có một cái nghiên cứu Rapido đang vẫn đang tiếp tục nghiên cứu theo dõi đánh giá, kết quả sẽ được nghiên cứu và báo cáo trong các hội nghị tiếp theo. Thế thì kết luận của những tập san này, những nghiên cứu pha 3 này thì là cho ta được thấy tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn trên mô bệnh học sau mổ Shortcut cao hơn so với cả trải liều, thời gian sống thêm 3 năm không có sự khác biệt giữa hai nhóm, tỷ lệ tái phát rồi thì giảm giai đoạn tương tự nhau giữa hai nhóm, và đặc biệt độc tính cấp và độc tính mãn của xạ trị Shortcut thì cao hơn rất nhiều so với xạ trị trải liều. Thì đây là một trong chỉ định thể tích chiếu xạ cho những bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Thì cái những cái chỉ định này rất là quan trọng, làm sao cho các bệnh bác sĩ ung thư, đặc biệt là bác sĩ xạ trị phải nắm được. Ngoài chúng ta quan tâm đến vị trí u, chúng ta phải quan tâm đến vị trí hạch, những vị trí mạch máu mà có nguy cơ di căn. Do vậy cái trường chiếu của bác sĩ xạ trị là sẽ phải rất quan trọng để làm sao cho tập trung liều tối đa vào thể tích u, tức là u trực tràng, nhưng đặc biệt là phải giảm liều tối thiểu vào toàn bộ những tổ chức nguy cơ lân cận, ví dụ như bàng quang, ví dụ như tuyến tiền liệt, ví dụ như khớp cùng xương chậu. Thế thì các cái chỉ định này đã được nêu ra trong ASTRO năm 2021, đó là thể tích xạ ung thư trực tràng trong trường hợp là T3, T4 là dương tính thì trong thể tích đó có khối u, có hạch màng treo trực tràng trước xương cùng, chậu trong và hố bịt. Tuy nhiên nếu u xâm lấn tạng phía trước thì chúng ta phải bao gồm hạch chậu ngoài, nếu u xâm lấn ở hậu môn thì sẽ phải bao gồm hạch chậu ngoài và hạch bẹn. Đối với xạ trị ung thư trực tràng áp dụng kỹ thuật cao như IMT, VMAT, tức là điều biến liều thuế hình cung, thì trong trường hợp hạch chậu ngoài và hạch bẹn, và quan trọng nhất là sẽ phải cần hiệu chỉnh liều tư thế bệnh nhân hàng ngày dưới hướng dẫn hình ảnh. Thế thì khi mà xạ với kỹ thuật cao như thế này thì chúng ta cần phải có công cụ hỗ trợ thường xuyên trong quá trình xạ trị. Đây là hình ảnh mà tôi giới thiệu qua các cái kỹ thuật xạ trị trên thế giới và hiện tại Việt Nam đang ở giai đoạn nào, thì chúng ta cũng thấy được Việt Nam đang tiệm cận gần đến cái kỹ thuật xạ trị cao cấp trên thế giới, ngoại trừ xạ trị bằng hạt nặng thì tại Viện Ca nói riêng cũng như tại Việt Nam nói chung thì chúng ta cũng đều có các kỹ thuật tương tự như kỹ thuật 2D, 3D, kỹ thuật vòng xoắn, kỹ thuật điều biến liều theo hình cung, hoặc kỹ thuật xạ dưới hướng dẫn hình ảnh. Đây là một trong những hình ảnh mà bệnh nhân được xạ trị áp sát bằng TX để trong lòng trực tràng từ những năm 1973 do tác giả Pampilon điều trị cho 312 bệnh nhân. Thì những bệnh nhân này thì chủ yếu là những người cao tuổi không có khả năng phẫu thuật và giai đoạn tương đối sớm, thì tỷ lệ đáp ứng sau 5 năm rất là cao. Tuy nhiên hiện tại bây giờ ít trung tâm áp dụng bởi vì có nhiều kỹ thuật mới hơn được thay thế. Đây là kỹ thuật 3D, thì các bạn cũng nhìn thấy với kỹ thuật 3D thì chúng ta chỉ có 4 trường chiếu trước, sau, phải, trái, thì tất cả các vị trí u, hạch, dự phòng đều trong trường chiếu. Tuy nhiên có một cái nhược điểm kỹ thuật này, đó là tác dụng phụ đối với lên tổ chức nguy cấp, đó là bàng quang, đó là tử cung, đó là buồng trứng hay là cổ xương đùi đều bị ảnh hưởng. Đây là những kỹ thuật cao cấp hơn nữa, đó là xạ trị điều biến liều hoặc điều biến liều thuế hình cung, thì làm cho ngoài 4 trường chiếu như 3D thì chúng ta thấy được là có đến 7 và 177 trường chiếu. Như vậy cái tập trung liều vào cái khối u trực tràng rất là cao, tuy nhiên các cái cơ quan lân cận như bàng quang, cổ xương đùi đều không bị ảnh hưởng do tia xạ. Nói thêm nữa về hệ thống máy bệnh viện ca của chúng tôi, thì hiện tại chúng tôi đã có 7 máy đa lá, Gamma có 1, CT SIM có 3D và 4D. Thì chúng tôi cũng đều có hệ thống máy chụp quang beam CT để check hình ảnh hàng ngày, cũng có hệ thống tính toán dữ liệu, hệ thống quản lý và trang thiết bị chuẩn QA/QC trong hàng ngày và hàng tuần. Đây là một vài hình ảnh tôi muốn giới thiệu qua trong quá trình lập kế hoạch bệnh nhân, thì đều có những cái cố định tốt cho người bệnh, đó là vác lốc, đó là các plastic để mà cố định cho người bệnh. Và đây là một hình ảnh xạ trị dưới nhất hình ảnh bằng máy xạ kỹ thuật dưới dẫn hình ảnh. Thế thì các bạn cũng thấy được hình ảnh bên tay phải của chúng tôi, thì chúng ta thì có thấy được cái liều xạ tránh được toàn bộ những cơ quan lân cận mà tập trung toàn bộ vào khối u, tránh được bàng quang, tránh được cổ xương đùi, đưa ra hiệu quả rất tốt. Và đây là một cái hình ảnh mà chúng tôi muốn giới thiệu qua sau khi mà bệnh nhân nam với đánh giá là ca trực tràng trung bình
T3N1M0 sau xạ trị tiền phẫu thì tổn thương u đáp ứng đến 80% và rất là hiệu quả cho người bệnh. Và một đặc biệt hơn nữa, trong năm 2021 vừa qua thì cũng là bệnh viện ca đã được Bộ Y tế đưa ra quyết định là triển khai thí điểm 3 cái kỹ thuật xạ trị hiện đại, đó là phẫu thuật xạ phẫu, đó là xạ trị định vị thân và đặc biệt là xạ trị điều biến liều thoát vị bình cung. Thì trong năm 2022 chúng tôi sẽ cố gắng trình lên Bộ Y tế để làm sao được thông qua những kỹ thuật mới này để giúp cho người bệnh viện ca nói riêng cũng như người bệnh trên toàn quốc nói chung sẽ được tiếp cận hơn với những cái kỹ thuật cao hơn nữa để đạt được hiệu quả cao. Thì tóm lại thì bài của chúng tôi thì ngày hôm nay đó là đánh giá đúng giai đoạn bệnh trước khi điều trị là một trong những cái quan trọng nhất. Thứ hai, kết hợp đa mô thức trong điều trị, đó là xạ trị, hóa chất, phẫu thuật hay miễn dịch. Và cái thứ ba là kỹ thuật xạ trị thì phụ thuộc vào từng cơ sở, sở trang thiết bị cũng như đội ngũ y tế. Và đây là một vài đường link mà các bạn có thể tham khảo để khi mà công tua của xạ trị ung thư đại trực tràng. Vâng, xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe quý đồng nghiệp và quý khán giả.